Mình xin chào cả nhà. Hôm nay thời tiết mát mẻ, mình đây vào bếp với một cái món ăn đặc trưng của Hải Phòng, giới thiệu đến mọi người bánh đa cua Hải Phòng, bánh đa đỏ và nguyên liệu làm từ con cua đồng hoặc là cua biển. Mình đi nhân tiện mình cũng đi bắt được ở biển về, giới thiệu với cả nhà. Để mà làm cái món bánh đa cua Hải Phòng thì cái bước đầu tiên mình đây giới thiệu với mọi người nhé. Cái cua này là cua Vinh Lê đi biển bắt được không vừa rồi, và có một chút cua đồng nữa để cho nó đủ cái lượng cua mình làm cho cái lắp bát bánh đa cua Hải Phòng ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình Vinh Lê sẽ giới thiệu với mọi người là cái cua mình rửa qua muối, làm sạch, rửa sạch, và mình sẽ làm cua. Để làm cho cái món bánh đa cua này thì mình nên giới thiệu qua với mọi người nhé. Bởi vì cái món ăn vùng miền, món ăn của đặc trưng của Hải Phòng, cái bánh đa cua bắt buộc nó phải có cái bánh đa đỏ này. Đầu tiên là cái bánh đa đỏ này mình nên cũng giới thiệu qua thương hiệu của Hải Phòng. Thường một bát thì là người ta sẽ làm sẵn ra một khoanh như này rồi cả nhà nhé. Đó. Nhưng mà có người một trông như này thôi nó lở ra rất là nhiều. Thường mà 5 bát thì Vinh Lê chỉ làm 4 cái thanh như này thôi, để mình ngâm nước ấm vào cho nó lở. Và cái gia vị thì cần có cái rau rút. Rau rút nhé cả nhà nhé. Cái rau rút này này. Nếu mà không có rau rút thì mình có thể làm sang bằng rau cải cúc, hoặc là bằng cần nước. Một trong ba cái rau đó là làm cho cái món bánh đa cua Hải Phòng. Cộng với cà chua, hành khô nhé cả nhà nhé, hành khô này, hành khô thái để phi mấy này mộc nhĩ, và một chút lâm hương. Chút lâm hương này mình đã làm sạch hết rồi, trần luộc để cho nó mềm ra hết rồi. Và một chút tôm bóc lõi. Thường mình có tôm tươi thì cũng ngon, mà không thì mình dùng bằng tôm khô ngâm đi, hoặc là sôi nó lên để cho nó mềm ra cũng được. Mà một chút thịt ba chỉ, bà rọi, và phải có cái chả lá lốt này nữa cả nhà nhé. Mình có thể làm bằng chả lá lốt hoặc là bằng cái lá xương sông. Đó là một trong hai cái đặc trưng của cái món bánh đa cua Hải Phòng, thì thường là nó phải có chả lá lốt, tôm bóc lõi xào với lại nấm và mộc nhĩ. Đó là cái nguyên liệu làm cho cái món bánh đa cua. Và cái đặc biệt rau thơm cho cái món này nữa thì nó cũng gần như là mình gọi là đặc trưng. Nó phải kèm có hoa chuối, khi ăn với hoa chuối và rau muống chè, kinh giới, húng, mùi, hoa chuối và rau muống chè. Riêng cái món bánh đa cua Hải Phòng này, nếu mà khi mà Vinh Lê vào đầu bếp để làm một cái món này thì bắt buộc phải có đủ gia vị Vinh Lê mới nấu. Đặc trưng nhất là ít nhất là phải có cái rau rút và những cái rau thơm như này thì Vinh Lê sẽ nấu cái món bánh đa cua Hải Phòng. Để cái cách thức làm món bánh này thì mọi người vào bếp cùng Vinh Lê nhé. Mình sẽ chia sẻ cái từng bước một. Như cả nhà thấy đây, cái chả này thì mình không giới thiệu nữa, bởi vì cái món chả lá lốt với chả xương sông này thì ai cũng làm được rồi, thì mình chỉ giới thiệu qua là có cái món này vào cái món bánh đa cua. Bây giờ mình giới thiệu đến mọi người cái cách thức làm cái cua thôi. Khi cua mình rửa sạch, sát muối, rửa sạch và mình bóc cua. Bây giờ là cái bước là mình bóc cua, thì cái con cua mình sẽ bóc ra như thế này cả nhà nhé. Mình bóc cua ra như này và mình sẽ vứt cái phần, phải lấy cái phần yếm này mình vứt đi, mình vứt cái phần yếm này đi. Đó, mình sẽ làm sạch cua và mình bóc cái phần yếm. Một cái lưu ý nữa là khi mình làm cua cả nhà nhé, nếu mà nó có con cua chết thì mình nên loại ra nhé, mình đừng để vào, bởi vì thậm chí là ghẹ chết thì mua, mà cua chết thì đừng, bởi vì khi cua nó đã chết rồi ấy, thì là nó sẽ có mùi, mà mình đừng để nó, một con nó vào trong một cái nồi riêu cua thì gần như là nó đã bị hỏng luôn cái nồi cua. Thì mình chia sẻ với mọi người là khi mình làm cua mình phải cẩn trọng những cái con mà nó chết, nó sẽ có mùi. Đó là bây giờ cái bước đầu là mình sẽ làm cua như thế này. Mình lấy
bữa cua ra như này, xong còn cái mai này để tí nữa mình thèo cái gạch nhé cả nhà nhé. Quan trọng nhất cái bánh đa cua nó phải có cái gạch cua thì nó mới lên màu vàng. Sau khi bóc cua xong thì mình sẽ khều cái gạch ở trong cái mai cua này nhá cả nhà nhé. Mình sẽ khều lấy cái gạch của mai con cua này ra để mình lấy cái màu, bởi vì là khi mình xào cái nhân cua ấy, thì nó có cái màu gạch này nó rất là thơm và nó sẽ ra cái màu vàng để cho cái bát cua nó rất là hấp dẫn. Cua đã làm sạch, bây giờ mình sẽ cho một tí muối vào. 2 cân cua này thì mình chỉ cho một thìa cà phê muối thôi cả nhà nhé. Mình cho vào mình xúc đều đi. Cái muối mình cho trước khi vào con cua như thế này để trước, để lúc mình xay thì cái gạch cua nó sẽ đóng bừng, nó rất là đẹp và ngon. Đó là cái lý do mình phải cho muối vào trước khi mình xay con cua. Khi mình xay thì cái món bánh đa cua này thường Vinh Lê nấu là sẽ phải cho một thìa mắm tôm cả nhà nhé. Nếu mà cái mắm tôm thường mắm tôm loãng ấy thì mình sẽ cho vào khi xay xong lọc xong rồi, nhưng mà mình cứ cho Vinh Lê cứ hay cho vào đây để xay cho nó đều nhuyễn hơn, bởi vì cái mắm nó đặc. Thì đó là mình cho một thìa mắm vào. Và sau đó mình cho nước vào như thế này là mình xay cua. Cua xay xong thì mình cho vào một cái rổ nó có lỗ như thế này để mình lọc cả nhà nhé. Mình lọc qua lần đầu bằng cái rổ nó có lỗ to, bây giờ cái lần thứ hai này là mình sẽ lọc bằng cái rổ nó có cái mắt nhỏ cả nhà nhé. Mình phải lọc đi lọc lại 2-3 lần cho cái sạn của con cua nó hết, nó không vào cái nước. Khi mình đun lên mình nấu thì nó sẽ gạch cua nó sẽ mịn hơn. Đó. Cả nhà thấy không? Khi mình lọc ra thì nó sẽ còn cái bã như này, thì mình sẽ vứt cái bã này đi. Và mình lọc lại một lần nữa là 3 lần thì là chuẩn 100% luôn, không còn mấy sạn. Khi cua lọc xong 3 lần bây giờ Vinh Lê cho một chút bột ngọt. Lăm bát canh bánh đa cua thì thường Vinh Lê sẽ cho 2 thìa nước mắm vào nữa. Cái bánh đa cua thường là Vinh Lê chỉ nấu bằng nước mắm và mắm tôm thì là nó sẽ thơm hơn và nó ngọt nước hơn, bởi vì thường thì mình các cụ có câu ấy, thịt không hành canh không mắm, thì nếu mà mình cho bằng muối thì nó sẽ gắt hơn, và chính vì thế là mình hay nấu bằng nước mắm và mắm tôm. Mình sẽ cho lửa thìa ăn phở này bột me cả nhà nhé, bởi vì không có cái me quả me chua thì mình cho thêm một chút bột me vào để cho nó có cái vị chua của cái nồi nước riêu cua. Và bây giờ mình cho lên bếp mình đun. Khi gạch cua mình đun sôi lên như thế này rồi thì mình sẽ giảm lửa nhé cả nhà nhé, bởi vì là thường một cái nồi gạch cua mà mình đun lên khi mà nó sôi thì mình phải nhỏ lửa, giảm lửa ngay, không thì cái gạch cua nó sẽ bị vỡ hết đó. Chẳng hạn như nồi cua Vinh Lê nấu đây, mọi người nhìn thấy không? Gạch lên đến tận trên nồi này luôn. Gạch cua đầy nồi luôn. Đó. Mình sẽ giảm lửa và bây giờ là Vinh Lê cho một chút cà chua vào phía dưới này. Cái bí quyết khi mà mình làm cái gạch cua nó không vỡ là cả nhà lưu ý là khi xay, trước khi xay cái con cua mình sẽ sóc qua muối nhé. Mình cho muối vào mình sóc, mình để một lúc sau mình xay thì cái gạch cua không bao giờ nó vỡ được. Trong cái đợi cho cái nồi cua nó chín kỹ thì bây giờ là mình sẽ xào nhân.
cái món này mình cho khi nhiều hành thì nó càng thơm nhé cả nhà nhé. Xào thêm một chút thịt ba chỉ băm như thế này là. Rồi thầy mình cho tôm này vào luôn. Cho nấm hương nữa. Hải Phòng rất nhiều món ăn vặt và những món ăn đặc trưng của vùng miền. Nếu mà mọi người đã đặt chân đến Hải Phòng thì rất nhiều món ăn, nó có thể đến vài trăm món ăn vặt và những món ăn thường xuất xứ nổi tiếng đi khắp mọi nơi. Hải Phòng thì đặc trưng là bánh đa cua Hải Phòng, bánh cuốn Hải Phòng, nhất là món nem cua bẻ nữa, rất là nổi tiếng. Bởi vì là khi đặt chân đến Hải Phòng thì mọi người sẽ nghĩ ngay những món ăn như thế này. Có thể mình ăn vào món ăn chín và món ăn vặt, đường phố cũng có rất nhiều vỉa hè bán những cái món ăn như này cho buổi sáng hoặc là cả ngày luôn. Sau khi mình xào chín cái nhân thì cái gạch cua mình khều ra như này nhé, mình lấy cái gạch từ ở cái mai con cua ra thì mình sẽ cho vào đây để nó lên màu cả nhà nhé. Cái chính là khi mình nấu ăn nó đảm bảo được 100% về vấn đề đồ vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng mà mình ăn ở ngoài thì cũng có thể người ta cho bột nghệ thôi, hoặc là cái bột phẩm hóa chất gì đó để cho nó lên cái màu vàng. Chứ còn với mình nấu thì mình làm bằng cái gạch như này. Thấy cả nhà nhìn thấy không? Nó vàng ươm. Khi mình cho cái gạch này vào thì nó sẽ lên màu luôn cái nhân để mình xào. Đó. Mình phải đi lên cho thêm một chút cà chua này vào nữa. Sau đó mình cũng cho một chút gia vị vào để cho cái nhân nó có cái độ đầm, một chút bột ngọt, một chút bột nêm. Mình cho để nó vừa tầm thôi cả nhà nhé. Nếu mà ai ăn mặn hoặc là ăn nhạt thì lúc khi ăn mình có thể mình có một bát nước chấm nữa để ngoài kèm nữa là chuẩn nhất. Và cái cứ bắp này là phải cho vào nữa thì nó mới có độ thơm. Phản phất mấy giọt nước mắm nữa để cho nó có độ dậy mùi. Và cuối cùng mình ngay cho một quả ớt vào thôi, bởi vì là thường ớt thì mình ăn ở ngoài. Và cái rau rút mới này cái cần ra mình hôm nay mình nên làm hai cái loại nua, hai loại rau, có cần ở ao ở nhà và cái rau rút này nữa thì mình chỉ cần trần qua nước sôi thôi. Để mình cho lên bát trước khi ăn. Đó, nhân nó xong. Và cái rau này cũng đã xong. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ đơm lên bát để vào ngồi ăn thôi cả nhà nhé. Khi nồi gạch cua đã sôi như thế này, mọi thứ đã xong rồi thì cái bánh đa đỏ này mình ngâm vừa tới thôi cả nhà nhé. Đừng ngâm lâu quá bởi vì là cái bánh này nó vẫn còn nguyên bằng cái bột chất bột gạo đỏ chứ nó không phải bằng phẩm. Nếu mà phẩm thì mình ngâm từ lúc mình lên ngâm đến bây giờ nó sẽ bợt hết ra màu rồi. Và mình sẽ trần qua nước sôi này như thế này thôi. Bởi vì một bát này khi nó lở ra rất là nhiều, mình sẽ trần qua như này cả nhà nhé. Mình trần qua như thế này rồi. Và bây giờ là một chút rau rút. Thường thì mình làm hai loại rau, cả rau cần với hai ăn
Cái rau rút này thì cũng có một số người ăn không quen thì có thể mình ăn sang rau cần hoặc rau cải cúc cả nhà nhé. Nhà mình được cái là rau hơi thì nhiều. Đó, và mình sẽ múc một chút nhân vào như thế này nữa. Kèm theo chả lá lốt tùy mình ăn. Như này là đã xong một món. Khi mình múc cái cua này thì mọi người thấy không, cái cách của Vinh Nê nấu là cái gạch cua nó thành tảng như thế này, dưới nước trong như là nước phở nhé cả nhà nhé. Đó, nước trong như nước phở và có màu vàng. Gạch cua mình đưa lên vào góc như thế này. Đó, nhìn hấp dẫn không? Chả lá lốt, một chút hành khô lên trên. Đó là hoàn chỉnh một bát bánh đa cua Hải Phòng. Bánh đa cua đã lên bát. Vinh Nê mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Món này là món rất là nổi tiếng ở Hải Phòng. Nếu mà mọi người chưa có lần thử qua ở Việt Nam thì có thể thử tại ngay tại UK, Anh Quốc và có thể ở châu Âu. Không cứ gì ở Việt Nam. Hiện tại như Vinh Nê đang ngồi ở đây, ngồi ở tại Anh Quốc. Vẫn có đầy đủ cua biển, cua đồng, con dạm ấy. Rồi có rau rút, có cả rau cải cúc cần mình trồng tại nhà rồi. Thế không thiếu một cái thứ gì để nên một bát bánh đa cua Hải Phòng. Có cả chả lá lốt cũng làm luôn được. Và rau sống ăn kèm cũng đầy đủ luôn. Hoa chuối mình cũng có ở bên này. Rồi kinh giới, húng, mùi, rau muống trẻ nữa cả nhà nhé. Món này rất là ngon mà đơn giản, cũng làm không có gì cầu kỳ cả. Mình chỉ cần mình đúng biết cách thôi. Thì xem có một bát bánh đa cua Hải Phòng đặc biệt tại xứ sở sương mù. Cách thức làm thì mọi người có thể vào xem đăng ký kênh YouTube của Vinh Nê để Vinh Nê chia sẻ cách thức làm và cái cách làm như thế nào, nấu như thế nào để cho một cái bát bánh đa cua nó rất là ngon. Kèm với này một chút tương ớt. Một chút tương ớt này Vinh Nê cũng sẽ chia sẻ một cái clip để mình làm cái cách tương ớt này ngon mà sạch, đảm bảo không phải lo vấn đề hóa chất cả nhà nhé. Đó, quất này cũng thế thôi, cũng có cây quất tại nhà. Để mà thưởng thức cái bát bánh đa cua này thì Vinh Nê đang nghĩ mình đang ngồi ở giữa trung tâm thành phố Hải Phòng cả nhà, chứ không phải là ở Anh Quốc hiện tại đâu. Mời cả nhà thưởng thức cùng Vinh Nê nhé. Cái nước cua nó rất là ngọt, mình không có cho nhiều bột ngọt vào mà nó ngọt từ cái nước cua cộng với lại những cái gia vị mình xào lên như này, nó rất thơm mà đặc trưng của cái món ăn này. Cả nhà thử ngay tại nhà nhé. Nhớ đăng ký kênh và ấn cái nút chuông để được cập nhật những cái video mình đây chia sẻ hàng ngày, hàng tuần để giới thiệu. Nếu mà ai có nhu cầu hỏi cặn kẽ hơn thì nhắn tin vào tin nhắn để Vinh Nê sẽ trả lời các cái câu hỏi mọi người. Và chúc mọi người có một bữa ăn thật là ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại clip khác. Vinh Nê sẽ chia sẻ nhiều hơn và chi tiết hơn. Bye bye.